Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Tin học thực hành của tôi. Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách điền nhanh số thứ tự trong một giây. Bình thường nếu như các bạn đánh số thứ tự thì các bạn sẽ có những cách như sau. Chẳng hạn các bạn đánh số thứ tự 1 và các bạn kích đúp vào đây. Sau đó các bạn chọn Fill Series. Các bạn cũng đã đánh số thứ tự khá là nhanh. Và một cách khác đó là các bạn gõ ôm đầu 1 này, ô thứ hai và các bạn chọn hai ô và các bạn kéo chuột xuống. Thông thường với hai cách này, tôi biết là đã có rất nhiều các bạn thường xuyên sử dụng hai cách này. Tuy nhiên, hai cách này có một nhược điểm, đó là nếu như các bạn số thứ tự này của các bạn không phải là chỉ đánh từ 1 đến 10 mà các bạn đánh từ 1 đến 1.000 hoặc 10.000 thì các bạn không thể nào mà kéo chuột lăn xuống như thế được. Thì có một cách khác để các bạn điền số thứ tự nhanh nhất và được theo đúng ý của các bạn. Thì trước hết các bạn gõ số thứ tự cần đánh, giả sử bắt đầu từ số 1. Sau khi các bạn gõ số 1 xong, ở cái thẻ home, các bạn để ý ở cái phần editing, các bạn thấy cái mũi tên xỏ xuống này, các bạn tích vào đây và các bạn chọn series. Ở cái phần serine nghĩa là cái phần round, nghĩa là hàng này, đánh số theo hàng. Và ở đây là tôi muốn đánh số theo cột thì các bạn chọn column. Và cái đây là bước nhảy, nghĩa là cái số thứ tự được cộng thêm bao nhiêu. Giả sử tôi bước nhảy của tôi là 1 và cái số kết thúc của tôi là 1.000 chẳng hạn, thì tôi gõ 1.000 vào đây và tôi bấm OK. Các bạn xem kết quả. Như vậy số thứ tự đã được đánh rất nhanh. Các bạn bấm Ctrl và phím mũi tên xuống để xem. Như vậy, với cái thao tác này sẽ giúp chúng ta đánh số thứ tự chính xác và rất là nhanh chóng. Tương tự, chẳng hạn tôi muốn đánh số thứ tự theo hàng từ trái qua phải thế này, thì các bạn cũng vào cái ô số 1 này và các bạn chọn vào Series. Các bạn chọn Round này. Bước nhảy là 1 và số thứ tự cuối cùng, chẳng hạn tôi muốn là 10.000 chẳng hạn. Tôi nhập vào đây 10.000, các bạn bấm OK và các bạn xem kết quả. Các bạn bấm Ctrl mũi tên sang phải để chọn ô cuối cùng. Và đây là kết quả 10.000 chúng ta đã đánh được rất nhanh chóng. Cũng theo ví dụ nhà, bây giờ tôi bấm quay trở lại. Giả sử các bạn muốn đánh số lẻ thì cũng tương tự, các bạn vào đây và chọn series. Các bạn ở đây đang là 1, chúng ta muốn đánh số lẻ thì bây giờ bước nhảy của chúng ta là 2 và kết thúc tôi muốn là 99 chẳng hạn. Các bạn bấm OK. Như vậy tất cả chúng ta thấy là bước nhảy của chúng ta cộng thêm 2, chúng ta sẽ được số lẻ. Đấy. Hoặc ở đây số 2 này. Bây giờ mình muốn đánh số chẵn, số thứ tự chẵn, các bạn cũng vào đây. Series này. Hai bước nhảy của tôi, ví dụ như là tôi muốn cộng với 10 chẳng hạn. Kết thúc là 102 chẳng hạn. Các bạn để ý như vậy kết quả. Ở cái này cũng tương tự, ví dụ như tôi muốn bước nhảy là 100 chẳng hạn và kết thúc là 10.002. Các bạn bấm OK xem kết quả. Đấy. Rất chính xác. Như vậy, xong cái phần này tôi đã hướng dẫn các bạn đánh số thứ tự nhanh trong tích tắc. Hy vọng cái bài học này sẽ áp dụng cho các bạn và giúp cho thời gian công việc của các bạn hoàn thành nhanh nhất.
Chúc các bạn thành công.